Hôm sau đi làm, vũ đồ phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở văn phòng đoàn. Người phụ trách ký danh là một chị hơn 40 tuổi, vừa hay quen biết vũ đồ. Thấy anh thì vô cùng kinh ngạc, tiểu vũ, cậu tới đây làm gì? Vũ đồ lên tiếng chào hỏi nói, em tới bảo danh hôn lễ tập thể. Chị gái nhất thời im lặng. Từ sau trần bóng rổ kia, bạn gái vũ đồ là ai thì toàn bộ bạt viên có ai không biết. Cậu báo danh tham gia hôn lễ tập thể. Tiểu vũ, Chị gái suy đi nghĩ lại, ngờ khí trân trọng cầu đôi bạn gái A. Vũ đồ, không phải. Chị gái bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, dừng ở trên mắt anh ít nhất 3 phút. Sau đó tay chân chậm chạp đưa cho anh một tờ giấy ghi danh. Báo danh xong, mới vừa đi ra khỏi phòng, vũ đồ liền nhận được điện thoại của giáo sư Trương tới phòng làm việc của thầy một chuyến. Đến phòng làm việc, vũ đồ ngồi xuống, giáo sư Trương cũng suy đi nghĩ lại, mở lời. Cái kia có phải cầu? Vũ Đồ nói không đổi, giáo sư Trương trưởng sốt gì cơ. Vũ Đồ nghiêm túc nói không đổi bạn gái. Đến đây giáo sư Trương mới phản ứng lại, giờ khóc giờ cười. Ai hỏi anh chuyện này, cậu muốn đổi thì người của viên gọi cho thầy làm gì? Bị cậu ngắt lời, giáo sư Trương cũng đi thẳng vào vấn đề. Thầy muốn hỏi cậu một chút, có phải phương diện kinh tế, việc chi tiêu gặp vấn đề. Nếu có khó khăn, thầy và cô có thể giúp một tay. Cảm ơn thầy và cô, nhưng không có vấn đề gì cả. Em và Tinh Tinh chính là muốn làm một hôn lễ đơn giản. Kiều Tinh Tinh cũng đồng ý rồi, là cô ấy đề xuất. Giáo sư Trương không khỏi kinh ngạc, con bé đề xuất, vâng, vu đồ cười, cô ấy vẫn tương đối tinh nghịch. Vu đồ nhớ tới tối hôm qua sau khi anh hỏi lại cô, nếu như tham gia hôn lễ ở đơn vị cũng không ngừng có người tới tìm cô chụp ảnh chung thì làm thế nào? Cô giống như đã sớm cân nhắc kỳ, vô cùng vui vẻ nói chúng mình làm xong nghi thức rồi bỏ chạy nha nếu hôn lễ tự mình tổ chức thì không thể bỏ chạy giọng nói thực sự tranh đầy mong chờ từ cõi lòng chẳng qua cô ấy nghĩ cũng quá đơn giản vũ đầu nở nụ cười cô ấy cho rằng sẽ làm trong viện cho nên không cần quan tâm truyền thông nhưng chuyện này nhất định không có khả năng cho nên tối qua chúng em thương lượng nếu như không thể bảo mật đại khái là sẽ ảnh hưởng đến những đồng nghiệp khác chúng em sẽ không tham gia vừa rồi em cũng nói như vậy với đoàn ủy viên ạ à. Giáo sư Trương lại hứng thú, bảo mật trước hôn lễ không thành vấn đề, sự bí mật thì chúng ta đứng đầu. Thầy đi chào hỏi trước, hai năm qua đều là thầy đảm nhiệm, người chứng hôn. Mặt mũi lần này họ phải cho thầy. Đến lúc đó hai đứa có thể ở thời điểm hôn lễ bắt đầu mới ra ngoài. Giáo sư Trương vừa nói đã bắt đầu giúp họ bày miếu tính kế. Nhưng lỡ nếu như một phần nghìn khả năng là bí mật bị bài lộ, hai đứa định làm như thế nào? Xem bị lộ ở mức nào, tối hôm qua bọn họ thật ra cũng nói chuyện rất nhiều. Vũ đồ nghiêm túc nói, nếu như sớm lồ chúng em sẽ đổi cách khác. Nếu như lộ lúc tổ chức hôn lệ, chúng em liền lập tức bỏ chạy. Đợi thầy chủ trì xong bên đó, lại tìm một nơi khác để thầy chủ trì lần thứ hai cho chúng em. Giáo sư thật sự nghẹn hỏng nhìn vũ đồ và nói, hai đứa đây là làm hôn lệ hay đánh du kích. Đúng là nói bậy, đây không phải là kiều tiểu thư nói bậy sao, Vũ đồ không nhìn được cười. Giáo sư lúc này mới phát hiện mình bị dần rủ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn học trò của mình, bây giờ đắc ý. Thần thái phấn chấn, trong lòng ông cũng cảm thán một hồi, cầu cuối cùng cũng hoàn thành chuyện lớn trong đời, thầy rất vui mừng. Tiểu kiều là cô gái tốt, phải đối xử tốt với người ta, Vũ đồ thu lại nực cười. Vô cùng trình trọng nói, em biết à, Tháng 3 mùa xuân, khí trời quang đảng, xuân về hoa nở, sáng sớm mở khách sạn 5 sao mới xây ở vùng ngoài thành. Ngày hôm nay, 20 đôi vợ chồng mới cưới của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thượng Hải cử hành hôn lễ tại đây. 9 giờ sáng, trong đài sảnh nghỉ ngơi được bố trí lãng mạn, hoa tươi, cô dâu chú rể dưới sự sắp xếp của các tình nguyện viên đang được hóa trang tạo hình cùng đời tham gia hôn lễ được cử hành trên bãi cỏ lúc 10 giờ 10 phút. Trong bàn rồn ao ao, chắc chỉ có phía trong cùng của phòng khách một đôi vợ chồng mới cưới đặc biệt an tĩnh trước cửa sổ sắt đất. Họ đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn ra phía bãi cỏ. Ngoài cửa sổ, sắt đất ngồi xuống, nhàn nhà uống trà, xem điện thoại, phần lớn thời gian súng lại thi thầm. Tình nguyện viên trẻ tuổi tiểu lý nhìn bọn họ vài lần, không nhìn được chạy tới, hết xấu hổ nói xếp vũ cô Kiều Nếu cần gì hai người cứ gọi nhé Được cô dâu cách một tầng xa đầu thật mỏng Khách khí nhìn cô bé cười cười Tiểu lý cảm thấy rất đẹp Áo cưới màu trắng của cô ấy không biết may từ chất liệu gì liền làm cho cả người dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời nơi này nhưng anh cũng chuẩn bị xong rồi, cô dâu nhỏ giọng nói, hôm nay dậy từ rất sớm, vừa nãy còn ở bên ngoài chụp không ít ảnh cưới đâu. Lúc nữa ba mẹ bọn chị từ phòng triển làm trở về cùng anh chị đi ra chụp thêm ảnh. Hôn lễ tập thể này, tập đoàn hàng không bố trí vô cùng chú đáo, nhóm người bản thân, bạn bè đều được đón đi xem triển làm hàng không vũ trụ rồi. Đại khái tầm 9 giờ 30 mới có thể đến khách sạn. Họ cũng sắp tới rồi, tiểu lý nhìn cô, không từ chủ. Liên hạ thấp giọng hôm nay chúng em cũng mới biết hai người cùng tham gia hôn lễ, thực sự quá khiếp sợ luôn. Hai người yên tâm, tất cả nhân viên làm việc chúng em sẽ giữ bí mật cảm ơn làm phiền mọi người lúc này chú rể anh tuấn nhìn cô nói cảm ơn không cần khách sáo không cần khách sáo nên làm à tiểu lý vội vàng suốt tay quan tâm hỏi vừa rồi hai người đến không có ai chú ý đến hay sao chúng tôi từ cửa chúng tôi từ cửa bên kia lặng lẽ đi vào họ đang bẩn hóa trang hơn nửa bản thân kết hôn sẽ không quan tâm người khác tiểu lý nghĩ thầm như vậy cũng chưa chắc dù sao hai người cùng nổi bật như vậy hai người không tham gia diễn tập lúc nữa sẽ đi thế nào có người nói lại quy trình ra sao với người không không cần, chị nhớ rồi phương diện này chị rất có kinh nghiệm, sẽ dẫn dắt xếp vũ của mấy người. Cô dâu cười gian rỡ chú rể vì vậy cũng cười nói với cô bé, em cứ yên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.